Ôi sếp, hello anh em, lại là mình đây anh em. Thì hôm nay mình lại làm clip bán phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha anh em. Thì hôm nay á, mình có một số phôi là tàn xương không anh em à. Tàn xương, tàn thiên nhiên rất là đẹp luôn anh em. Đó, cây này là một cây đầu tiên mà cây văn nhân, rất là nghệ thuật, giới thiệu đến anh em. Đây nè, nữa nè, đó tàn xương nè anh em. Tàn xương có mấy cây cũng linh nhữ hết rồi. Linh nhữ nè anh em. Nè, thấy không? Đó nè, tàn xương không thôi, tàn gục gịch, rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp nha anh em nha. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Cực kỳ đẹp luôn anh em nha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Có mấy cây lên lá của Hoàng Lúc Phúc nữa nè. Hoàng Lúc Phúc này chuyển nghề anh em. Có cây này đẹp nè. Xương quá VIP luôn anh em. Đấy. Ôi, anh em cũng biết mình rồi. Mình thì chuyên bán phôi mai rừng Bình Thuận. Mình lên lúc 8 giờ tối hàng ngày. Cứ 8 giờ tối là có mặt em cho nó anh em xem. Thích cây nào thì giao lưu sưu tầm ủng hộ luôn. Chưa ngày chủ nhật. Ngày chủ nhật thì mình nghỉ anh em à. Anh này là anh Vinh Mập, giới thiệu gì anh Vinh? Hôm nay có một số phôi tàn xương mini giá sinh viên. Anh em vô ủng hộ cho ông anh nó đi có động lực đi rừng tiếp nha anh em. Ồ, anh có giới thiệu mình là anh Vinh Rau rồi không? Em là Vinh Mập thêm rau nữa. Vinh Mập rau. Rồi, anh em biết mà là mình này có số điện thoại bên trên kênh của mình, có số điện thoại á. Anh em ở dưới á, mình có mã số cây ngày tháng, giá niên yết, em bán ngày bao ship toàn quốc. Anh em cứ lên thấy giá, thấy cây nào thích rồi thấy giá ở dưới á, thấy hợp lý thì mình gọi điện cho em, rồi mình chốt đơn, mình cho mình em địa chỉ, rồi mình lên đơn cho anh em. Mà anh em là mà khách lạ lạ nhớ cọc em vài trăm ngàn, em có động lực em gửi hàng nha anh em nha. Em sợ lắm rồi. Rồi, mời anh em xem cây đầu tiên nè anh em nè. Một cây đế tầm được, đế rễ thì nổi hết luôn. Có thể mình về mình sẽ phá một cái rễ trên đây thì mình sẽ lấy cái bộ đế dưới này. Đó, rễ nhỏ nè anh em nè. Mấy cái rễ này rất là quan trọng nha. Nè, rễ nhỏ nè. Mình sẽ... Ui, chỗ đây có cục nâu nữa anh em. Bởi vì mình tháo cái này xuống là nó lòi ra ra. Là cây nó hơi nghiêng về, đục quăng nhang, đẹp quá. Cây một cốt có một hai miếng thẹo mà làm thẹo lành hết, quá đẹp, quá tuyệt vời luôn anh em. Coi văn nhang, đúng văn nhang luôn. Hôm bữa trước có mấy anh hỏi cây văn nhang mà không có nhớ anh nào nữa, bây giờ mình vô coi cây này thì dứt cây văn nhang này thôi anh em, để zin chơi nha. Mời anh em xem thông số nè. Quần 25, cao 1m13, tổng ngang vàng chi là 58, thốt thân là 64, bầu dài 35. Bay từ cái đọt này bay ra cái kia, chi bay đó, đúng rồi đó. Bay là 68. Rồi, có một chi phóng nha, 68 nè. Cái cành rớt của văn nhân chuốt đường anh em. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em. Một phôi chi ok nữa nè. Đấy, chi đế rồi ok. Cây anh em thấy không? Cây này theo em á nha, em chơi là em cắt một quên đây luôn. Đúng rồi. Đúng, để một cái tàn lượng ra đây rồi. Thôi. Đó, cây này thì ổn định rồi. Tàn zin mà da lá thẳng hay là biết dễ nó phát triển tới đâu rồi anh em à. Đấy, mời anh em xem thông số ấy. Rễ rất là nhiều nha. Hoành 17. Cao 65. Tổng ngang vàng chi là 60. Bầu dài 43. Rồi, mời anh em sưu tầm anh em. Anh em. Cây khá đẹp, khá ok luôn. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục là anh em à, một phôi nữa. Cây này cây cũng tàn xương lỡ lỡ nha anh em nha. Cây này thì bộ rễ đế tạm được thôi. Có mặt này nổi đẹp nè. Cây một cốt anh em à. Chân rễ quá nhiều. Có một cầm rễ cho đây nè. Những cầm rễ này xuống chia rễ con nhiều nha anh em nha. Cây này dạng gió luồn bên nha anh em nha. Đấy, cây liền lạc sạch sẽ không tì vết luôn. Mời anh em xem thông số ấy. Hoành 25, cao 72, chi bay là 60, bầu dài 35. Dứt anh em. Cây cũng được ạ, tạm được. Dứt đi. Rồi anh em tiếp tục một cây tàn xương nữa anh em à. Cây liền lạc không tì vết luôn, sạch. Cây này
rất là ok nha, cây đang lên nhựa anh em ơi, sạch cây, rễ đế nhiều, đấy, dễ nổi đầy luôn anh em, đấy, cây khá ok luôn. Thằng Sương mời anh em xem thông số luôn. Hoành 17, cao 62, tổng ngang vàng chi là 68, bầu dài 33. Rồi, dứt anh em, chốt đơn anh em ơi. Rồi mọi người ơi, vào lại đi, một cây quá đẹp nữa anh em ơi. Cây này nhìn bộ chi rất là cổ nha anh em nha, nhưng mà liền lạc đều quá luôn. Cây bộ đế cũng quá đẹp luôn anh em ơi, dễ nè, dễ đế. Cắt cái bầu tới đây là bao đẹp luôn nè anh em, cắt ngay cái eo này luôn. Rồi trời ơi, cắt ngay eo đó mình lên được cái chậu nhỏ, chân dễ chỗ đây là khó nè, thấy không? Mà đều chân luôn, đây chân nữa, đây chân nữa, dễ tắm bao phê. Cây có miếng thèo rũ cho đây nè. Đấy, cây vàng chi cực kỳ cổ luôn nha anh em nha, nhìn già cây lắm anh em. Ôi, mời anh em xem thông số, cây khá đẹp. Hoành 27, cao 87, bầu dài 54, chốt đơn anh em ơi. Tiếp tục anh em một thôi, tạm được nữa anh em, bầu hơi dài tí nha anh em nha, rễ đế tạm được, dễ nè, dễ con này nè. Cây này cũng sạch cây không tì vết luôn, 2, 4, 6 kg nha anh em nha. Mời anh em xem thông số luôn. Hoành 36, cao 47, bầu dài 50, chốt đơn anh em. Rồi tiếp tục một cây bay anh em ơi, cây bay tàn quá đẹp luôn, đế dễ nè, nở mà nó vững mà nó đúng chiều hướng cây luôn anh em. Đấy nè, dễ quá nhiều luôn, nở lượng nhẹ bay ra nè anh em ha, bay rất là ok, cò lắc không anh em ơi. Mời anh em xem thông số, quá đẹp. Hoành 19, cây đã lên nhựa nha anh em nha, cao 34, bay 67, bầu dài 33, chốt đơn anh Khang ơi. Rồi tiếp tục anh em một phôi nữa, một phôi đế ok nè, đấy đế nữa nè, đế đều được, cây một cốt hai chi nha anh em nha, lên ra bộ chi mịn đẹp. Đấy, thấy không anh em, cây được đấy, cây này lên mầm luôn anh em ạ. Được ha, lên mầm rồi, xây dòng lên bên đế khá ok luôn. Đấy, rồi mời anh em xem thông số nha, nắng quá cũng giọt nè. Hoành 26, cao 80, bầu dài 42, chốt đơn anh em. Rồi anh em tiếp tục một phôi nữa, phôi nghệ thuật nha anh em nha. Cái này là phần dễ cây nha anh em, hai chi này là về dễ cây, đánh một cành vớt xuống đẹp, cây lũ thép. Đấy, cây nè, ba chân. Đấy, nghệ thuật vót ngọn luôn, cây liền lạc hết luôn anh em, vót ngọn ba chân quá đẹp tuyệt vời luôn anh em. Mời anh em xem thông số nè. Hoành 29, cao 47, tổng ngang vàng chi là 42, bầu dài 38, chốt đơn anh em ơi. Anh em ơi tiếp tục một phôi nữa nè anh em, một phôi đế ok nữa, phải rễ đế ok nha anh em nha, đế nở chân vững đầy đủ chân luôn, tàn cây tàn được, cây gió lù một hướng hết luôn, như đá lên. Rồi sang dòng nữa anh Vinh, cây này sạch không tì vết luôn anh em, cây này mà cắt ngắn lại chi một cao một chi đây cũng đẹp nữa nè hả, cành rớt nè, cho chi này bỏ chi này đồ lấy cương thôi, quất chi này bỏ, quất chi này bỏ chi này nè, bỏ chi này lấy cái chi này nè, có cái cành rớt đẹp ạ. Các bạn xong rồi, anh em thấy cái cành co rớt xuống rất là đẹp nè, sang dòng luôn Vinh, cho anh em coi lại cái cây đủ đẹp luôn. Liền ha, một vết cắt à, làm lên tất cả. Ôi, nha anh em, quanh hai cái chì này cắt xíu nữa. Quanh 25, thôi giờ anh em tự cắt đi. Cao 53, có một chì bay là 55, đây để như nè, bầu dài 36, để vậy là mình sẽ nhìn cho mình thấy nó sẽ có hai cái ngọn, cho nên cắt xuống nhìn nó thành cái chi luôn.
Nó ra cây nha anh em nha. Chốt đơn. Anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa. Một phôi tàn khá đẹp. Tàn xương cực kỳ đẹp luôn nha anh em nha. Quá đẹp. Cây đế nè. Đế ok. Cây nở như bút măng. Cây một cốt lên bộ xương đẹp, đã lên nhựa luôn anh em ạ. Lên nhựa rồi nè. Đấy. Cây bộ xương sạch. Không tì vết luôn anh em. Mời anh em xem thông số luôn. Cây khá ok nha anh em nha. Hoành 27. Cao 1m05. Tổng ngang dàn cây là 88. Bầu dài 41. Dứt anh em. Mời anh em sưu tầm. Tiếp tục một phôi nữa là một phôi mini đế bàn nha anh em. Đấy, cây cốt dạ, được. Đấy, lắc con miếng thèo lũ đây. Ôi dàn chi bao đẹp luôn anh em ơi. Chụp. Mời anh em xem thông số. Dàn chi bao đẹp. Cây này mà về lên bàn thôi đẹp lắm anh em ạ. Quánh bự ô quánh mư vậy. To. Mini đế bàn nha anh em nha. 45. Bầu dài 29. Chút đơn. Anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa. Hôm nay trời tiết rất là êm, nắng đẹp. Tiết này mai thôi chứ tự nó đi đọt bao phê cho anh. Này dễ đế tạm được nha anh em nha. Cây có một cái chi phóng rất là đẹp, rất là gắt nha. Lên nhựa luôn rồi. Đó, xây vòng nhẹ nhẹ cho anh em coi cái chi phóng của nó. Cây khá ok. Mời anh em xem thông số luôn anh em. Cây này mà theo em chơi em cắt nha đây nè. Để cho cái chi phóng hoành đẹp. 21. Cao 44. Nhưng mà để nhiều thế cho anh em. Đi bay là 50. Bầu dài 32. Dứt anh em. Rồi tiếp tục anh em một cây nữa. Một cốt mini đế tạm được. Đã lên mầm. Mầm rất là sung. Đấy. Cây có một miếng thèo đây nè anh em nè. Rồi mời anh em xem thông số luôn. Hoành 28. Liên xồ chạy đâu dưới trời. Cao 55. Bầu dài 30. Chốt đơn đi anh em ơi. Dứt anh em. Cây được đấy. Rồi tiếp tục anh em nào. Một cây tàn thiên nhiên rất là đẹp nữa. Chỉ có cây tự nhiên nó mới ra được cái bộ chi như thế này thôi anh em ha. Đấy, cây một cốt đế đều hết luôn. Cây sạch không tì vết luôn anh em. Gió lù. Mời anh em xem thông số. Hoành 21. Cao 77. Bay là 55. Bầu dài 37. Dứt anh em. Mọi người ơi, tiếp tục một cái chặt xiên xiên nữa nha mọi người nha. Đế nè. Đế nè. Đế rễ bao phê. Nu nè. Đấy, đế rễ bao phê. Con cục nu nữa nha. Đấy, cây chặt xiên xiên. Chi được, liền lạc không tì vết. Mời anh em xem thông số luôn. Đấy, được đấy anh em. Liền lạc. Hoành 24. Cao 66. Bầu dài 36. Chốt đơn anh em ơi. Rồi tiếp tục một cây tàn Rin. Rin kẻ ngàn keng. Quá đẹp luôn anh em ơi. Tàn này là về vô chậu là chơi thôi à. Đẹp ha. Liền lạc không tì vết. Rễ đế tạm được, bầu rất là chắc. Cây này đang chuẩn bị bung mầm rồi anh em à. Đấy. Rin kẻ ngàn keng. Mời anh em xem thông số này. Thông số một cây tàn Rin luôn. Hoành 17. Cây này nó ra đọt đỏ, búp đỏ nữa thì cao 83. Thì chơi được rồi anh em. Tổng ngang dàn chi là 71. Bầu dài 37. Cây này mà dứt anh em. Không chốt là mình vô chậu mình vô kẽm liền. Dứt. Rồi tiếp tục anh em, một phôi nữa nè. Một phôi chi được, đế được. Đó, đế ok nha anh em nha. Một cốt phôi chi rất là đẹp nha. Đẹp sạch sẽ. Cây ok. Không có gì vậy. Cây sạch. Ủa, chi liền lạc hết luôn anh em. Được. Dạ cây. Hoành 20. Cao 60. Tổng ngang dàn chi là 82. Bầu dài 32. Chốt đơn anh em ơi. Rồi tiếp tục một phôi nữa anh em nè. Một phôi rễ đế được nè. Vệ sinh chưa tới nha anh em. Đều. Cây cốt liền lạc. Chi dâm được. Đấy. Một cốt sạch không tì vết luôn anh em. Rồi, mời anh em xem thông số nha. Khá ok đấy anh em à. Hoành 26. Cao 60. Tổng ngang dàn chi 70. Lục.
màu dài 46. Dứt anh. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em. Một phôi thăng lắc nha anh em nha. Mini thăng lắc. Rễ đế ok. Đấy, thăng lắc dàn xương được. Bay. Rồi, mời anh em xem thông số cây mini nè. Cây này làm cây mini gọn chơi cũng được. Hoành 21. Cao 40. Bay 44. Bầu dài 31. Chốt đời nè em ơi. Dứt anh em. Rồi anh em ơi, một phôi dàn xương thì bao đẹp, một cốt dốc ngọn. Gia chi giật cấp đều từ dưới lên trên. Sạch cây. Sạch không tì vết, có mấy vết đục đây thôi anh em à. Đây bộ đế đều liền lạc. Anh em nào thích mẫu một cốt mà tàn tự nhiên như vậy thì dứt nha anh em nha. Mời anh em xem thông số. Cây bể đế đẹp quá anh em ơi. Hoành 32. Cao 1m02. Tổng ngang dàn chay là 65. Đầu dài 40. Dứt anh em. Đơn anh em. Rồi tiếp tục nè anh em à. Một phôi nữa. Một phôi chi đế rất là đẹp nha anh em nha. Đế rễ bấm xuống, nơm xuống. Đấy, chân đầy đủ. Lúa. Cây này rất là nghệ thuật nha anh em. Cây này lũ bọng nha anh em nha. Lũ bọng nè. Mà dàn chi nè. Hai thân đuổi rất là đẹp. Tình luôn anh em à. Tình đồng chí. Quá đẹp, quá tuyệt vời ơi. Mời anh em xem thông số ơi. Cây hai thân đuổi nha. Hoành 39. Cây này làm ra cây bonsai nghệ thuật đẹp lắm. Cao 55. Bay 52. Bầu dài 45. Dứt anh em. Dứt. Rồi tiếp tục mà anh em à. Một phôi nữa. Trời ơi, cây này cũng liền lạc anh em. Đế dễ, quá đẹp, quá tuyệt vời. Cây này bao sống cho anh em luôn nha. Tại vì nó đã sống rồi. Lá ra rất là đẹp nha. Cây có miếng lũa đây. Quá sung. Miếng lũa đây. Cây quá sung, đế đẹp, dễ nhiều. Thì tại sao mình không chơi giót ngọn nữa, chi đẹp nữa. Vậy chứ sao nữa. Mời anh em xem thông số. Cây gửi tới chắc không còn lá nào nha anh em. Hoành 35. Cao 56. Bầu dài 40. Dứt anh em. Chút đơn. Tiếp tục một phôi một cốt nữa anh em ơi. Dễ đế phá ok luôn anh em. Đấy, dễ đế được. Sạch cây không tì vết, đã lên nhựa rất là sung nha. Nhựa bao sung cho anh em. Sạch không tì vết luôn, chót ngọn luôn. Thông số luôn. Có luôn. Hoành 33. Cao 61. Bầu dày 39. Chút đơn. Rồi tiếp tục một phôi cuối cùng clip anh em à. Cây này thì cũng dạng cây vừa vừa thôi. Cây này đã lên lá lên đồ đẹp lắm anh em ơi. Dễ đế thì cũng tạm được. Chân dễ nè anh em. Đấy. Chân dễ đầy đủ. Bẻ nè. Cây nó có cái dễ đây. Hơn bắn mấy bầy tí. Cây này trên trong giữa đây nó có cái lỗ nhỏ nha anh em nha. Nhìn chi cũng mịn được. Đấy. Cây hơi xinh xinh. Mời anh em xem thông số cây cuối cùng clip đi. Anh em chưa ăn cây nào quay lại coi tiếp nha. Hoành 33. Cao 64. Bầu dài 44. Dứt anh em. Chúc anh em. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em nha. Tạm biệt anh em.